Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, lời Chúa trong Ê-sai chương 9 câu 1 đến câu 6 tỏ bày cho chúng ta thấy danh xưng của Chúa luôn đem đến niềm hy vọng lớn cho chúng ta khi sống giữa thế gian đầy rối ren này. Bài học có tựa đề Kinh nghiệm danh xưng của Chúa. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp. Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Madian. Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo sống vấy máu đều dùng để đốt và làm đồ chùm lửa. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Câu gốc của bài học hôm nay là Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Ê-sai chương 9 câu 5 phần B. Câu hỏi suy ngẫm: lời tiên tri về con trẻ được sinh ra xuất hiện trong bối cảnh nào? Xem chương 7, chương 8. Con trẻ được gọi bằng danh xưng nào? Các danh xưng ấy có ý nghĩa gì trong bối cảnh thời vua Acha? Các danh xưng này đem đến cho chúng ta điều gì? Kính thưa quý vị, năm 735 trước Chúa, Acha lên làm vua Juda. Lợi dụng những ngày đầu mới cai trị, hai vua của Syria và Israel là Resin và Pheka thúc ép vua Acha liên minh với mình để chống lại đế quốc Assyria đang lớn mạnh. Vì còn triều cống và lệ thuộc Assyria nên vua Acha từ chối. Do đó vua Resin và Pheka tấn công Juda. Khi nghe tin ấy, Acha và dân sự người trong lòng kinh động như cây trên rừng bị gió lay. Theo Ê-sai chương 7 câu 2, dù vua Acha là vị vua gian ác, nhưng bởi sự thành tín của Chúa với nhà David, Chúa vẫn sai tiên tri Ê-sai đến trấn an rằng: đừng sợ liên minh đó, vì sự hăm dọa ấy không thành, hai nước ấy sẽ bị hủy diệt. Theo Ê-sai chương 7 câu 7 đến câu 9, Chúa đã dùng một dấu hiệu để giúp vua Acha và dân Chúa nhìn biết điều Ngài phán sẽ thành hiện thực. Một nữ đồng trinh sẽ sinh một con trai. Danh xưng của con ấy là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Câu 5 phần B. Lời tiên báo về con trẻ với những danh xưng ấy có ý nghĩa gì với dân Chúa lúc đó? Trong cơn bối rối khi đối diện với sự tấn công của liên minh Resin, Pheka, thay vì cầu hỏi Chúa, vua Acha và dân chúng bảo nhau hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói. Theo Ê-sai chương 8 câu 19, trước hoàn cảnh đó, danh xưng đấng mưu luận hay cố vấn kỳ diệu của đấng Mêsia là một sự khích lệ vô cùng cần thiết. Dân Chúa đang cần một người mưu luận xuất chúng và sẽ không tìm được ai khác ngoài con trẻ này. Về sau, sứ đồ Phao-lô nói về đấng Christ rằng trong Ngài ẩn chứa mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức. Theo Cô-lô-se chương 2 câu 3, bản truyền thống hiệu đính. Từ quyền năng trong danh xưng Đức Chúa Trời quyền năng là từ nói về sức mạnh của chiến trận. Đấng cai trị được hứa ban không chỉ là một cố vấn kỳ diệu
Ngài còn là một vị tướng đầy sức mạnh. Tiên tri Ê-sai nói rằng đấng cai trị ấy không phải là đấng thờ ơ với dân Chúa, nhưng Ngài là cha, không phải chỉ ở bên con cái một thời gian ngắn ngủi, mà là cha đời đời. Cha khôn ngoan và mạnh mẽ, Đức Chúa Trời hứa ban cho dân Ngài cũng là Chúa bình an. Trong bối cảnh chính trị đầy rối ren và tối tăm ấy, những danh xưng của con trẻ hẳn mang đến sự bảo đảm và niềm hy vọng cho dân chúng đang bối rối khiếp sợ. Xin Chúa cho những danh xưng này cũng đem đến niềm hy vọng lớn cho chúng ta khi sống giữa thế gian đầy rối ren này. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy đấng cố vấn tuyệt vời, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Chúa bình an, xin giúp con thấy danh xưng Ngài rất thật trong đời sống con, đặc biệt là trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm nay. Amen. Quý vị thính giả thân mến, danh xưng nào của con trẻ đang trở nên thật hữu trong cuộc sống quý vị? Tôn vinh danh Đức Chúa Trời là đấng mưu luận đời đời bình an, Ngài hằng ngự ngôi cao sang, là niềm hy vọng vinh quang ngàn đời. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.